Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp thông báo về công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của 9 tỉnh thành phố. Với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 nhằm tuyên truyền, quảng bá với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng lợi thế của các tỉnh khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của các tỉnh thuộc khu vực này. Tại buổi họp báo Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Chăm, trình diễn giới thiệu nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm, nghề làm gốm của dân tộc Chăm, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Chăm, triển lãm đặc trưng văn hóa đồng bào Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam, trưng bày ảnh về sắc màu văn hóa dân tộc Chăm, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp để chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp về cơn bão số 3 với các tổ chức quốc tế. Chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đây là cơn bão mạnh nhất trên thế giới cho đến thời điểm này trong năm 2024 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9, bão đã khiến 28 người chết và mất tích, 251 người bị thương, 25 tàu thuyền các loại bị chìm, hơn 124.500 hecta lúa, trên 22.000 hecta hoa màu, gần 9.600 hecta cây ăn quả bị ngập úng thiệt hại, trên 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 79 con gia súc và hơn 190.000 con gia cầm bị chết, hạ tầng hệ thống điện bị hư hỏng, nhiều nơi bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng, hơn 9.800 nhà ở bị hư hỏng. Hiện các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai như AHA Center, JICA, Thụy Sĩ đã đề xuất hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão này. Sau cuộc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tổ chức đoàn đi kiểm tra, đánh giá thiệt hại sau bão và sẽ thông tin cụ thể để các tổ chức quốc tế được biết và có sự phối hợp khắc phục trong thời gian sớm nhất.